Đây là bây giờ anh lâu lại nha, phải không anh? Đó, đây là cảnh anh đang lâu lại nhà. Đó, Lâu lại lần hai đây là nha, lâu nhà. lại lần hai Rồi. nha, cho sạch người, sạch Đó. đi. Được qua. Đó, là con vịt cảnh Ngồi rồi. rồi, ngoan, xin gãi. Bạn yếu quá. Đâu có hư gì đâu, đâu có hư gì đâu, ngoan ngoãn. Và là tôi tự cảm biến thành tâm tự cảm biến thành tâm mấy hồi đâu đúng không? Trong chuyện tâm cảm thì con thích cầm tâm mới thích cảm à, tâm tao làm việc rất là chăm chỉ, đúng rồi, giống ai, còn cám chỉ có ham chơi thôi. đúng rồi, giống ai, tâm giống ai. Còn cám thì giống Đúng rồi ta. cám thì giống bên, Bé còn bà mẹ kế thì giống, nó cũng dạng chỉ giống nè. ai nữa. Trong lúc Chứ em bé đang học trong này. nếu mà bóc nha, bóc mà nói với chị nha là các chị la bóc chết luôn á. Rồi. Rồi bây giờ bắt đứng đây phát biểu đi. Phát biểu là bắt lau nhà là vì sao là lau nhà ta? Đó chính là vì muốn giúp đỡ ông bà, và tại vì ông bà già tuổi rồi nên bác phải giúp chứ, bác giúp Rồi. để cho ông bà đỡ vất vả, đỡ cực nhọc, đỡ mệt nè, rồi có khi bị bệnh luôn đó, tội lắm, nên nó phải giúp chứ. Bà thấy thế nào đúng không ạ? Bà bắt phát biểu thế bà có ý kiến gì không ạ? Cuộc đời quá tiến bộ nhiều. Đưa trên hình chứ. Hồi xưa Sao có là lâu lần thứ hai? hôm xưa là bắp được lên tivi rồi đúng không? Hồi nhỏ lớp lên tivi rồi, nhưng bây giờ không còn nữa chứ. Cái này cho lên tivi nha. Oh. Rồi sao?